À, chào anh em ha. Hôm nay mình mở hộp một cái món đồ chơi cho con xe của mình. Thì cái này nó tình cờ thôi. Hôm trước mình có thấy trên diễn đàn Ducati Scrambler có anh em đang bán một cái bộ boost Blaster, nhưng mà mình không hiểu cái chức năng của cái món đó để làm cái gì. Thì sau một hồi trao đổi thì bạn này có giải thích cho mình cái chức năng của nó, thì mình thấy cũng khá thú vị, cũng hứng thú. Mình có lên nhà sản xuất mình xem thử, mình tìm hiểu, thì sau đó thì mình đặt hàng trực tiếp trên website của hãng luôn. Thì tuần rồi thì mình đã nhận được hàng rồi. Bên này mình cũng hiểu sao là gửi từ nước ngoài mà nhanh quá, từ Đan Mạch luôn mà về Việt Nam mình đâu có chưa tới 5 ngày. À, thì dĩ nhiên là không phải là mấy món này. Các bạn có thể lên Google để thấy cái website của hãng này ha, hàng chính hãng còn nguyên siêu luôn. Thì cái này thì mình cũng nói sơ qua, mình có tìm hiểu cái manual service của hãng. Thì đối với Scrambler thì nó có hai version, một version là từ 2016 trở về trước và một version là từ 2017 đến 2020 ha. Nếu như mà anh em nào định lắp thì nhớ lưu ý kỹ. À, chắc nó khác cái giắc cắm thôi. Thì theo quảng cáo của hãng thì cái này rất là dễ lắp đặt, chỉ mất tầm 10 phút thôi. Đây là cái tính năng, thì năm cái tính năng thì được nhà sản xuất quảng cáo là sẽ làm cho chiếc xe mình nó tốt hơn. Thì mình tạm dịch nha, tạm dịch cái tiếng Anh này ra thì theo nhà sản xuất cho biết á, thì nó sẽ làm tăng và mượt hơn cái phản hồi ga. Cái phản hồi ga mình khi mình vặn ga hay thòng ga đó thì nó sẽ phản ứng, nó sẽ đáp ứng nhanh hơn và nó mượt hơn. Tính năng thứ hai là như tăng tốc nó nhanh hơn, và cái thứ ba là nó loại bỏ đi cái giật giật cục của máy khi mà ở vòng tua thấp. Chạy vòng tua thấp thì các bạn mà chạy Ducati biết rồi, thường cái margin của mình thì vòng tua thấp thì máy nó giật dữ lắm, ai mà đi 899 rồi nó thấy nó giật ghê lắm, nó không có mượt. Thì gắn cái này vào thì nó sẽ giảm được cái hiện tượng đó. Cái thứ tư đó là nó làm mạnh hơn về cái khả năng đáp ứng, nó ổn định hơn về cái gang tay. Có nghĩa là theo mình tìm hiểu thì cái con này nó có cái cảm biến khí nạp gắn ngoài. Cái này là riêng của cái bộ này, còn xe có cảm biến khí nạp mà riêng rồi, nhưng mà riêng cái bộ này nó có thêm.
Thì cái này thì sẽ được lắp bên ra bên ngoài để nó lấy các thông số về nhiệt độ môi trường xung quanh, áp suất không khí vân vân, để nó đưa vào đây làm thông số tính toán cái bộ boost này, và nó điều chỉnh lượng ga và lượng lượng xăng và lượng gió vào cái buồng đốt để nó đáp ứng tốt hơn cái theo tình hình môi trường xung quanh. Còn mép zin thì nó theo nhà sản xuất thì nó chỉ đáp ứng cho một vài cái môi trường nó nhà sản xuất đã chạy thử thôi, còn Việt Nam thì nó lại là một cái dạng môi trường khác, cho nên Maxin chạy trên bên môi trường Việt Nam thì nó không hiệu quả lắm, bởi vì nó fix cái tỷ lệ xăng gió rồi, còn cái này nó sẽ tùy theo cái môi trường mà nó sẽ điều chỉnh lại cái tỷ lệ xăng gió ha. Mình gấp vào thôi. Cái này nó cũng giống như cái bộ map mà mình phải đi map riêng như PC5 này kia, nhưng mà PC5 với lại những cái bộ tương tự thì nó khi mà ta chạy chạy dyno thì người ta set fix luôn, còn cái này thì nó tùy theo môi trường, nó do cái này nó điều khiển. Đó là cái tính năng thứ hai là nó giảm cái backfire, dạng như backfire ở bô ống xả khi mà mình dùng số mà thắng máy ha, mình thắng máy để máy nó chạy nó thắng nó ghi lại thì nó giảm cái hiện tượng đó. Rồi giờ thì mình cũng mở cái hộp này ra ha, còn nguyên siêu mình cắt siêu. Cái hộp người ta đóng hộp đẹp lắm, nhìn cái hình thì thiết bị nó có chút xíu à, mà cái hộp thì ta làm rất là to và đóng gói rất là cẩn thận, nhìn nó chuyên nghiệp lắm. Đó thì cái bộ này nó chỉ có như vậy thôi. Nó gồm ba cái cổng tín hiệu, một cái cảm biến ngoài, một cái nối vào cái đường gió và một cái nối vào cái đường xăng. Thì ngoài ra thì nó còn mấy cái linh tinh khác, cái móc chìa khóa, đề can, dán, quảng cáo và người ta cho luôn một cái khăn đa năng. Một cái khăn đa năng để đi đi chơi á. Nhìn rất là trân trọng ha. Còn lại là tài liệu hướng dẫn lắp đặt, mấy cái quảng cáo linh tinh khác. Trong này thì người ta có kèm theo một cái bảng thông số, cái biểu đồ người ta thể hiện những cái thông số để người ta chuyển đổi các cái thông số từ vận tốc, vòng tua máy, áp suất, không khí, nhiệt độ vân vân để người ta chuyển sang những cái bộ xử lý để người ta tính toán cái đường vào và đường ra cho tín hiệu cho xăng và gió. Đó thì đọc cũng không hiểu gì hết. Rồi chuyển qua mình coi cái tài liệu hướng dẫn. Đó thì đây là cái hướng dẫn đến cách lắp đặt. Thì người ta trong này người ta hướng dẫn rõ ràng lắm. Thì sau khi tháo hờ cái bình xăng nó ra thì không cần, anh em không cần tháo ra luôn đâu, đủ để có cái không gian mình thò lòn cái tay vào làm là được. Đó thì cái người ta chỉ là cái mình phải lắp vào ngay chỗ cái cảm biến khí nạp. Đây là cái vị trí mà của cảm biến khí nạp. Đó thì khi mình tháo cái dắt cảm biến khí nạp ra thì nó có một đầu đực và đầu cái ha. Thì mình tháo cái đầu đực ra thì nó nằm như vậy. Cái đầu cái thì người ta bắt trên cái hộp mà lọc gió đó. Thì cái này cũng đấu cũng dễ, không không sợ lộn đâu. Sau khi lắp xong á thì nó như thế này, rồi mình sẽ cố định bằng dây rút sau ha. Đó, thì nó người ta làm vừa vặn hết trơn rồi, mình cứ lắp vào đây, không có thể nào mà lộn dắt được. Thì bây giờ mình đi cái dây cảm biến khí nạp của cái bộ phụ kiện này, mình đi theo cái đường dây zin đi quanh đây và mình để lắp vào vị trí dưới cái đường đèn lái.
để đảm bảo được cái vị trí này là gió nạp vào nó rất là mát, không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ của máy và các vấn đề từ trường. Thì cái vị trí mình sẽ chọn nó đây và mình sẽ cố định bằng dây rút đi theo cái đường ống dẫn dầu vào cái heo thắng của nó. Rồi mình sẽ test thử nổ máy là thành công nha. Rồi thành công rồi. Rồi để mà mình có thời gian mình sẽ chạy một vòng để mình đánh giá con này sau nha. Rồi cảm ơn anh em.